Thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ không thể tiếp tục cưu mang những người tị nạn chiến tranh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vào ngày thứ Sáu cho biết, quốc gia của ông không còn đủ sức để tiếp nhận thêm những người tị nạn chiến tranh đến từ Syria. Phát biểu này đã được ông đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh cùng các nhà lãnh đạo đến từ Nga và Iran tại thủ đô Tehran. Kể từ khi nội chiến nổ ra tại Syria vào năm 2011, Thổ Nhĩ Kỳ đã mở vòng tay cưu mang hơn 3.5 triệu người tị nạn đến từ Syria. Vào tháng 6, Tổng thống Tayyip Erdogan từng cam kết sẽ thực hiện chương trình hồi hương người nhập cư về lại cố quốc. Ông nói rằng các bên cần phải hợp tác trong việc ngăn chặn làn sóng di cư từ Syria. Các chuyên gia ước tính nếu như cuộc tổng hành quân được quân chính phủ tiến hành tại tỉnh Idlib, sẽ có hơn 800.000 người lâm vào cảnh sống lưu vong. Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các bên tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn, thì Nga và Iran lại phản đối điều này, đồng thời nói rằng Syria phải hoàn toàn tái chiếm các phần lãnh thổ của họ từ tay phe nổi dậy. Trong suốt thời gian qua, Nga và Iran đã không ngừng hỗ trợ cho Tổng thống Bashar al-Assad, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh thân cận của phe nổi dậy Syria. Cuộc chiến tại đây đã cướp đi sinh mạng của hơn nửa triệu người, đồng thời buộc 11 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa ra đi.